Tất cả 11 chỉ tiêu đều đạt và vượt là kết quả mà Hội Nông dân thành phố Cần Thơ thực hiện được trong năm nay. Đây cũng là nền tảng để hội thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023 được đề ra tại hội nghị ban chấp hành lần thứ 12 mở rộng tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2022 diễn ra vào sáng nay. Năm 2022, toàn thành phố có trên 49.000 hộ nông dân đạt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đạt gần 109% chỉ tiêu trung ương hội giao. Các cấp hội cũng đã vận động xây dựng 17 máy ấm nông dân, hỗ trợ cho trên 35.000 lượt hộ dây với tổng số vốn trên 1.200 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Trong năm qua, các cấp hội cũng vận động hội viên hiến trên 100.000 m vuông đất, làm mới nâng cấp 89 km đường, 195 cầu cống, xây dựng 12 mô hình bảo vệ môi trường. Năm 2023, Hội Nông dân thành phố Cần Thơ tổ chức các hoạt động tư vấn hỗ trợ xây dựng ít nhất một tổ hợp tác hoặc hợp tác xã trở lên để liên kết hợp tác phát triển sản xuất có hiệu quả theo chuỗi giá trị. Có trên 97% hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế và phấn đấu có trên 3,5% hội viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.